Sau đây là kết quả xổ số quản trị thứ 5 ngày 11 tháng 4 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 4. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 1, 2. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3913, 4239, 4890. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8816. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 69090, 25712, 15836, 37219, 14522, 39031, 96166. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 73223, 32330. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 60605. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 16945. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 833501. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 833501.